ra đời trong gian khó, từ niềm tin chung của hàng triệu trái tim. Trong chiến tranh dựng con đường huyền thoại, chung niềm tin đất nước sẽ vẹn toàn. Tiên phong vượt gian nan, chung niềm tin chuyển mình vững chãi. Lướt nhịp số đi nhanh, chung niềm tin muôn thế hệ đồng hành. Khẳng định vị thế dẫn đầu, 60 năm lớn mạnh cùng đất nước. Vietcombank, chung niềm tin vững tương lai. Sẽ đấu thầu vàng miếng vào thứ hai tuần sau. Cận cảnh dự án lừa dối khách hàng khiến chủ tịch LDG bị bắt. Giá dầu thô thế giới tăng hơn 3% do căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cân nhắc tăng lãi suất. Đó là những tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước hết hãy cùng tôi điểm qua một số tin tức kinh tế mới nhất vừa được cập nhật. Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hải Linh của truyền hình VOV. Ngân hàng Nhà nước vừa có thông báo sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào 10 giờ sáng thứ Hai ngày 22 tháng 4 tại Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước. Một lô giao dịch được quy định là 100 lượng. Vàng miếng được đấu là vàng SJP do Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất. Theo quy chế đấu thầu, vàng miếng sẽ được đấu thầu theo giá, tỷ lệ đặt cọc là 10%. Giá tham chiếu để tính giá trị cọc là 81,8 triệu đồng một lượng. Khối lượng đấu thầu tối thiểu của mỗi thành viên được phép đặt thầu là 14 lô, tương đương 1.400 lượng. Khối lượng đấu thầu tối đa là 20 lô, tương đương 2.000 lượng. Bước giá dự thầu nhà điều hành đưa ra là 10.000 đồng một lượng, trong khi bước khối lượng dự thầu là 1 lô, tương đương 100 lượng. Mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sàn do Ngân hàng Nhà nước công bố. Giờ thanh toán tiền mua vàng là trước 16 giờ, ngày tổ chức tín dụng, doanh nghiệp thanh toán tiền cho Ngân hàng Nhà nước. Sáng 19 tháng 4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức họp báo thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý 1 năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã có biện pháp mạnh mẽ hơn để ổn định thị trường ngoại tệ. Ngày 19 tháng 4, trên website Ngân hàng Nhà nước đã công bố phương án can thiệp ngoại tệ. Kể từ ngày hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công khai bán can thiệp ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm để chuyển trạng thái ngoại tệ về không, với mức bán tỷ giá can thiệp là 25.450 đồng. Theo ông Quang, đây là biện pháp rất mạnh mẽ của Ngân hàng Nhà nước nhằm đảm bảo giải tỏa tâm lý thị trường, đảm bảo nguồn cung thị trường, nguồn cung ngoại tệ thông suốt, đảm bảo đầy đủ nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế. Công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt, mã chứng khoán PDR, vừa công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2024 với doanh thu thuần đạt 162 tỷ đồng, giảm 15,6% so với cùng kỳ. Với giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp chỉ chưa tới 1 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp của PDR đạt 161 tỷ đồng. Trong kỳ vừa qua, Phát Đạt ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ, đạt 52,3 tỷ đồng. Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng về chuẩn bị nội dung báo cáo đoàn giám sát của Quốc hội việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015-2023. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành phố Hồ Chí Minh có mật độ dân cư cao, đất đai có nguồn gốc đa dạng, phức tạp và luôn biến động. Do đó, khối lượng đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp liên quan đến đất đai rất lớn, phức tạp và kéo dài. Qua thống kê, số lượng đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, tranh chấp liên quan đến đất đai chiếm khoảng 75% tổng số khiếu nại, kiến nghị trong hoạt động quản lý kinh tế xã hội. Các vụ việc kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và xử lý khoảng 85.300 đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trong đó, đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết khoảng 65.200 đơn, không thuộc thẩm quyền giải quyết khoảng 20.100 đơn. Diễn đàn và triển lãm quốc tế đô thị thông minh châu Á Smart City Asia 2024 là một trong những sự kiện uy tín trong khu vực mang tầm quốc tế về đô thị thông minh, với sự tham gia của nhiều đơn vị trong nước và quốc tế. Sự kiện hướng đến mục tiêu thúc đẩy các quan hệ hợp tác công tư trong triển khai các dự án thành phố thông minh, từ đó tận dụng và khai thác hiệu quả nguồn lực xã hội nhằm giải quyết các thách thức của đô thị hiện đại thông qua nền tảng công nghệ số.
Smart City Asia 2024 diễn ra từ ngày 17 đến 19 tháng 4 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, thu hút khoảng 800 gian hàng trưng bày của 500 doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, với các chủ đề chính như các công nghệ và giải pháp ứng dụng trong đô thị thông minh, nhà ở thông minh, công nghệ chất bán dẫn, tài chính, thanh toán thông minh, tòa nhà thông minh, chiếu sáng thông minh, năng lượng xanh, robot, v.v. Đồng hành cùng chương trình là các doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu trong nước như Viettel, VNPT, Mobifone, FPT. Bên cạnh đó là sự tham gia tích cực của các cụm gian hàng các quốc gia Hàn Quốc, Ấn Độ, Phần Lan, Trung Quốc, Nga. Công ty cổ phần kinh doanh F88 vừa công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2023 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với kết quả lỗ nặng sau thuế. Theo đó, công ty cổ phần kinh doanh F88 ghi nhận mức lỗ khủng gần 529 tỷ đồng trong năm 2023, trong khi năm 2022 vẫn có lãi hơn 208 tỷ đồng. Với mức lỗ này, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ROE của công ty cổ phần kinh doanh F88 âm tới 37%. F88 cũng giảm dư nợ trái phiếu so với vốn chủ sở hữu từ 1,71 lần về 0,18 lần. Tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2023, vốn chủ sở hữu của F88 đạt hơn 1.430 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ đồng so với hồi đầu năm, tương đương tăng 67,6%. Theo HNX, F88 có phát hành 3 lô trái phiếu trong năm 2023 với lãi suất 11,5-12% một năm. Cả 3 lô trái phiếu đều là loại trái phiếu không kèm chứng quyền, không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo. Đối tượng chào bán là cá nhân và tổ chức chuyên nghiệp. Các tổ chức liên quan gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank và Công ty Cổ phần Chứng khoán APG. Trong 2 năm 2021-2022, F88 đã phát hành 20 lô trái phiếu, huy động thành công gần 2.366 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này có lãi suất dao động từ 10 đến 11,5% một năm. Hiện các lô trái phiếu này đều đã đáo hạn hoặc được Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 mua lại trước hạn. Ngoài ra, theo thông tin từ Cục Đăng ký Quốc gia Giao dịch Bảo đảm Bộ Tư pháp, F88 cũng có các khoản vay từ các cá nhân trong nước, tổ chức nước ngoài là Lendable SBC, Lion Asia Limited có địa chỉ tại quần đảo Cayman hoặc ngân hàng. Tài sản đảm bảo cho các khoản vay này là ô tô đã qua sử dụng hoặc tài khoản tiền gửi tại ngân hàng. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án tại dự án khu dân cư Tân Thịnh ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, xây gần 500 căn nhà trái phép để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hãy cùng VOVTV, mục sở thị dự án đã khiến Chủ tịch LDG Nguyễn Khánh Hưng bị bắt. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang đứng tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, tọa lạc tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Mặc dù chưa được giao đất, thế nhưng công ty cổ phần đầu tư LDC đã tiến hành xây dựng 680 căn nhà, bán cho 60 khách hàng và thu về hơn 132 tỷ đồng. Và đây cũng chính là nguyên do mà ông Nguyễn Khánh Hưng, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty LDC đã bị bắt vào cuối năm 2023. Ghi nhận của truyền hình VOV, Phạm Luân, truyền hình VOV tại Đồng Nai. Dự án khu dân cư Tân Thịnh có diện tích hơn 18 ha, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm vào năm 2016. Dự án do công ty cổ phần đầu tư LDG, LDG Investment làm chủ đầu tư. Sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đến nay, công ty LDG Investment không thực hiện báo cáo tình hình triển khai dự án theo quy định, chưa thực hiện thủ tục trình sở xây dựng cấp phép xây dựng. Đến thời điểm thanh tra vào tháng 6 năm 2021, LDG Investment chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án. Thế nhưng, từ năm 2018 đến năm 2020, công ty LDG Investment đã tổ chức thi công 680 căn nhà, trong đó có 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liên kế đã thi công xong, 192 căn nhà liên kế đang thi công dang dở. Ngoài ra đã thi công hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, điện, xử lý nước thải, công viên cây xanh. Trong khi dự án chưa đủ điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, thì LDG Investment đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với 60 khách hàng
với số tiền hơn 132 tỷ đồng. Trong số này đã thanh toán cho công ty từ 25 đến 95% giá trị hợp đồng, có 7 hộ chuyển đến sinh sống. Ngoài ra, qua thanh tra cũng xác định hàng loạt sai phạm về đất đai, xây dựng có liên quan đến cán bộ của nhiều đơn vị ba cấp, tỉnh, huyện, xã. Tháng 9 năm 2020, thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với LDG về hành vi xây dựng khi chưa đủ điều kiện pháp lý tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, yêu cầu LDG ngừng thi công dự án và nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp hơn 6,3 tỷ đồng. Theo quyết định xử phạt, khu dân cư Tân Thịnh chưa có giấy phép xây dựng nhưng đã triển khai san nền, xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật 60% và xây dựng hoàn thiện phần thô 488 căn nhà, gồm 198 căn biệt thự và 290 căn liền kề. Kết luận thanh tra nêu rõ kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn 20 cá nhân, 13 tổ chức liên quan đến các sai phạm tại dự án này. Theo báo cáo tài chính quý 3, tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2023, LDG có tổng tài sản gần 2.094 tỷ đồng, giảm 14% so với đầu năm. Hàng tồn kho của LDG ở mức 1.228 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm, với phần lớn là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang. Đáng chú ý, dự án khu dân cư Tân Thịnh chiếm hơn 1 phần 3 với 464 tỷ đồng. Theo kết luận thanh tra ngày 23 tháng 3 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, các vi phạm của công ty đều là vi phạm về hành chính. Khi đó, LDG khẳng định đã thực hiện nghiêm túc và hoàn thành nghĩa vụ về xử phạt theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền. LDG cam kết hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản và xây dựng. Với kết luận thanh tra, lãnh đạo LDG nhận định dự án khu dân cư Tân Thịnh sẽ được tiếp tục bổ sung các thủ tục để triển khai hoàn thành dự án, chấm dứt thời gian gián đoạn để phục vụ cho việc thanh tra trong thời gian vừa qua. LDG Investment cho rằng, việc khởi tố này nhằm mục đích làm rõ sai phạm của một số cá nhân, tổ chức theo nội dung kiến nghị biện pháp xử lý tại điểm 1, mục D của kết luận thanh tra. Kết luận thanh tra xác định những sai phạm liên quan đến trách nhiệm của LDG Investment tại dự án khu dân cư Tân Thịnh. Hiện tại, dự án khu dân cư Tân Thịnh chỉ có 7 hộ dân về sinh sống. Nhiều tiện ích tại dự án khu dân cư vẫn chưa được xây dựng. Sáng ngày 19 tháng 4 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI đã tăng 3,66% lên 85,76 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent biển Bắc tăng 3,44%, tăng thành 90,11 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu mỏ tăng trở lại trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Israel tiếp tục leo thang. Theo hãng thông tấn Fars của Iran, các nhân chứng đã nghe thấy tiếng nổ tại một sân bay ở thành phố Isfahan, nơi Iran đặt một số cơ sở hạt nhân, trong đó có Natanz, trung tâm của chương trình làm dầu urani của Iran. Tuy nhiên, sau đó Iran cho biết không có vụ tấn công nào bằng tên lửa. Tiếng nổ là do hệ thống phòng không được kích hoạt khi phát hiện một số thiết bị bay không người lái, và hiện tại không có cuộc tấn công tên lửa nào vào nước này. Giá dầu thô thế giới tăng trong bối cảnh các nhà đầu tư cũng đang xem xét số liệu kinh tế trái chiều của Mỹ, các lệnh trừng phạt mới của Mỹ và phương Tây đối với Iran. Cũng trong sáng 19 tháng 4, chỉ số chứng khoán Nikkei của Nhật Bản cũng giảm hơn 3% do những lo ngại về tình hình leo thang xung đột ở Trung Đông. Trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 1.260,89 điểm so với ngày 18 tháng 4, tương đương 3,31%, xuống 36.818,81 điểm. Chỉ số Topix cũng giảm 74,38 điểm, tương đương 2,78%, xuống còn 2.603,07 điểm. Ngày 18 tháng 4, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ cho rằng có khả năng cần phải tăng lãi suất trở lại nếu đồng yên tiếp tục mất giá và dẫn đến lạm phát tăng cao. Phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô Washington, Mỹ sau cuộc họp của các nhà lãnh đạo tài chính nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới G20, ông Ueda cho rằng BOJ sẽ xem xét thay đổi chính sách tiền tệ nếu việc đồng yên yếu hơn có thể làm tăng xu hướng lạm phát thông qua việc tăng giá hàng hóa nhập khẩu. Theo ông, BOJ sẽ xem xét sự sụt giảm của đồng yên so với đồng đô la Mỹ và các loại tiền tệ khác kể từ tháng 1 năm 2024 đã ảnh hưởng đến mức tăng trưởng kinh tế hàng quý và giá cả như thế nào tại cuộc họp chính sách vào tuần tới. Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản ngày 19 tháng 4 công bố dữ liệu cho thấy lạm phát lõi của nước này đã chậm lại trong tháng 3 nhờ giá năng lượng giảm dần, nhưng vẫn tăng 2,6%.
cao hơn nhiều so với mục tiêu của BOG. Trong tài khóa 2023 tính đến hết tháng 3 vừa qua, chỉ số giá tiêu dùng CPI lõi không bao gồm thực phẩm tươi sống đã tăng 2,8%, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp thước đo lạm phát chính cao hơn mục tiêu 2% của BOG. Nếu không bao gồm cả năng lượng và thực phẩm tươi sống, CPI lõi trong tháng 3 đã tăng 2,9%, tốc độ tăng chậm lại trong tháng thứ 7 liên tiếp. Chỉ số năm 2023 đã chậm lại một chút từ mức 3% trong năm tài chính trước đó. Theo Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, giá thực phẩm không bao gồm các đồ dễ hỏng, đồ tươi sống, rau củ quả vẫn tăng 4,6%, trong khi hàng bảo quản lâu dài tăng 1,9%, dù tốc độ tăng đã chậm lại từ tháng 2. Tác động của các khoản trợ cấp của chính phủ nhằm hạn chế hóa đơn tiện ích đã bắt đầu giảm dần, khiến giá năng lượng giảm 0,6%. Thị trường tài chính kỳ vọng BOG sẽ tiến hành một đợt tăng lãi suất khác sau sự thay đổi mang tính biểu tượng vào tháng 3, phản ánh niềm tin ngày càng tăng vào việc tăng trưởng tiền lương cao hơn sẽ đảm bảo lạm phát ổn định. Tính tới nay, mức tăng CPI lõi của Nhật Bản đã duy trì ở mức bằng hoặc trên 2% trong 24 tháng. Tuy nhiên, giá hàng hóa hàng ngày tăng cao đã đè nặng lên tâm lý hộ gia đình khi tốc độ tăng lương tiếp tục chậm hơn tốc độ lạm phát. Sự suy yếu kéo dài của đồng yên hiện đang ở mức thấp nhất trong hơn 3 thập kỷ so với đồng đô la Mỹ, đang khiến lạm phát của Nhật Bản tăng cao do chi phí nhập khẩu cao hơn. Số liệu do Hiệp hội Bất động sản Quốc gia Mỹ công bố ngày 18 tháng 4 cho biết, doanh số bán nhà đã qua sở hữu của Mỹ đã giảm trong tháng 3 do lãi suất và giá nhà tăng cao. Theo Hiệp hội Bất động sản Quốc gia Mỹ NAR, trên cơ sở điều chỉnh theo mùa, doanh số bán nhà đã qua sở hữu, vốn chiếm phần lớn doanh số bán nhà của Mỹ, đã giảm 4,3% trong tháng 3, xuống mức 4,19 triệu căn. Tính đến tháng 3, doanh số bán nhà đã qua sở hữu ở Mỹ đã giảm 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán nhà tiếp tục hạn chế do nguồn cung khan hiếm, nhất là phân khúc nhà ở giá rẻ, trong khi giá nhà tiếp tục tăng khiến nhiều người mua phải từ bỏ ý định. Doanh số bán nhà trong khoảng giá từ 100.000 đến 250.000 đô la Mỹ đã giảm 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi doanh số bán nhà có giá từ 1 triệu đô la Mỹ trở lên tăng 14%. Mặc dù nguồn cung nhà ở đã tăng lên 1,11 triệu căn vào tháng 3 và tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn mức gần 2 triệu căn trước đại dịch COVID-19. Với tốc độ bán hàng của tháng 3, sẽ phải mất khoảng 3,2 tháng để bán hết số nhà tồn kho hiện tại, tăng so với mức 2,7 tháng vào cùng kỳ năm ngoái, song vẫn thấp hơn mức từ 4 đến 7 tháng, vốn được coi là mức cân bằng lành mạnh giữa cung và cầu. Bất chấp sự cải thiện về nguồn cung, trung bình giá nhà đã qua sở hữu ở Mỹ vẫn tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 393.500 đô la Mỹ một căn trong tháng 3. Dữ liệu từ tổ chức cho vay thế chấp Fannie Mae ngày 17 tháng 4 cũng cho thấy, trong quý 1 năm 2024, giá nhà đã tăng 7,4% sau khi tăng 6,6% trong quý 4 năm 2023. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.